Anh chị biết cái gì đây không? Đây là củ hủ dừa nha. Tôi ở Đà Nẵng nha, mà ship được củ hủ dừa từ miền Tây về luôn, từ miền Tây mình về luôn. Cái này từ Bến Tre gửi ra nè, củ hủ dừa 3 kg, 3 kg củ hủ dừa ship tới đây. Họ thấy vẫn còn tươi quá trời tươi luôn nè, tươi quá trời tươi luôn, không có bị héo xíu nào luôn. Thử phía trong coi như thế nào nha. À, chứng tỏ rằng là bây giờ mình thích ăn củ hủ dừa ở miền Tây thì không cần thiết phải đi đâu xa hết trơn, mình chỉ cần lên TikTok shop và đập về thôi. Đây, nếu anh chị mà cần mua củ hủ dừa thì nhấn vô đường link bên dưới nha, nhấn vô đường link bên dưới để chúng ta cùng thử coi như thế nào. Ngon, giòn ngót trời giòn. Ngon, ngọt. Củ hủ dừa thì chúng ta xào với thịt hoặc đem muối chua, nhất là xào với đồ hoặc là trộn gỏi, ngon lắm. Củ hủ dừa này dễ gì mà kiếm ra được, nhưng mà giờ miền Tây á là người ta đã trồng được dừa và người ta khai thác chỉ để lấy củ hủ dừa này thôi, ngon lắm. Trời ơi, hồi đó tôi ở miền Tây, trời ơi, kiếm được cái củ hủ dừa này nó quý lắm. Mua 3 kg trở lên được tặng một cái giá trái cơm, được một cái muỗng xào đồ. Cái này từ cây dừa luôn nha, cái này từ cây dừa luôn nha anh chị. Mua 3 kg trở lên được tặng, ngon ngon. Anh chị cần mua tích củ hủ dừa thì tích vào đường link bên dưới mua dùng Phương nha. Cảm ơn.